Đúng như dự đoán, sau hơn một tuần lên sóng, truyền hình Vĩnh Long, Mật Mã Qua Hồng Vàng đã thống trị ngôi đầu bảng các phim Việt được xem nhiều nhất trên các kênh truyền hình khu vực phía Nam và là bộ phim Việt được xem nhiều nhất trên toàn hệ thống xem truyền hình THVLI. Đồng hành cùng bộ phim trong suốt thời gian phát sóng, chương trình phim trên truyền hình Vĩnh Long sẽ liên tục cập nhật những thông tin hậu trường hấp dẫn thú vị của bộ phim này để gửi đến quý khán giả thân thương đã ủng hộ về dàn phim Việt trên truyền hình Vĩnh Long suốt thời gian qua. Và như đã hẹn với quý khán giả, chương trình phim trên truyền hình Vĩnh Long ngày hôm nay sẽ làm cầu nối đưa khán giả gặp gỡ diễn viên Quốc Cường, người đảm nhận vai Kỳ Bảnh trong Mật Mã Qua Hồng Vàng. Ngay sau đây, hãy cùng MC Thúy Quỳnh gặp gỡ chàng diễn viên hào hoa này quý vị nhé. Chào mừng quý khán giả đang đến với chương trình phim trên truyền hình Vĩnh Long. Hiện tại thì Thúy Quỳnh đang được gặp gỡ diễn viên Quốc Cường trong vai Kỳ Bảnh của bộ phim Mật Mã Qua Hồng Vàng. Anh Cường ơi, không biết là lý do vì sao mà anh đã nhận vai Kỳ Bảnh trong bộ phim này ạ? Thật ra thì lúc đó đạo diễn của Ách Khoa Nam có mời Cường một cái vai. Nên là vai này rất là hợp với bạn. Và thật sự thì đã khá lâu rồi mình không có cộng tác với Ách Khoa Nam. Thì nghe lời mời làm chung với bạn mình thôi, cũng để dành thời gian để đọc đóng phim này. Đây là lần đầu tiên Quốc Cường tham gia với Nam trong vai Kỳ Bảnh. Thật ra ngoài đời thì hai anh em bạn với nhau, nhưng mà Cường cứ nói hoài ông làm phim mà sao không có tôi đó là vậy. Cái xong mới nhận kịch bản Mật Mã Qua Hồng Vàng thì mới gọi điện cho Quốc Cường nói bạn già ơi, tôi bây giờ làm cái vai này nhưng mà hơi ít nha, nhưng mà vai đẹp, vai nói về cái nhân vật này rất là lãng tử và nói chung là trượng phu. Sau khi Quốc Cường đọc kịch bản rồi, Quốc Cường ok, Quốc Cường thích lắm. Thì khi mà đọc kịch bản thì mình thấy thứ nhất mình thích là cái tên Kỳ Bảnh. Tại vì tất cả những nhân vật trong phim á, tất cả những cái đẹp, cái hào hoa nhất đều dành cho Kỳ Bảnh hết. Thì mình thấy cũng hấp dẫn, mà khi càng đọc kịch bản mình càng ngày cuốn hút tới Kỳ Bảnh. Một cái người rất là nghĩa khí đối với anh em và đối tất cả những bạn bè, mà kể là sau này một người vợ của mình cũng luôn chăm sóc. Và cái đó là mình cái cuốn hút mình, và chính là mình nhận cái vai Kỳ Bảnh. Và vai diễn này thì chúng ta đã trải qua hai thời kỳ. Thứ nhất là thời kỳ trẻ này, và sau đó thì già đi. Không biết là điều này thì có khó khăn gì cho anh Cường không? Quan trọng là anh phải làm cho Kỳ Bảnh nó trẻ đi. Lúc ngày trước thì Kỳ Bảnh tôi đã dèm khoảng tuổi 48, 49 vậy thôi. Thì nó cũng không khoảng tụi anh bây giờ. Cái khó nhất là của cái vai Kỳ Bảnh á. Đúng là em nói là cái phong thái sau khi tất cả những cái diễn biến cuộc đời của Kỳ Bảnh sau khi hoàn lương và đến ẩn dật với với người vợ của mình. Và bên cạnh đó là mình ông Kỳ Bảnh lúc nào ông phải tìm lại hai đứa con thất lạc của người anh của mình. Đó là một điều ông trăn trở, và thế mình phải diễn được tất cả những cái đúng là những cái tâm lý của Kỳ Bảnh, đó mới quan trọng chứ không phải là cái hoạt hình. Và cũng may mắn là được Quách Khoa Nam. Lúc nào Khoa Nam thật sự mình đầu tiên mình cộng tác với Khoa Nam, nhưng mình rất thích Nam. Cách xử lý của Nam nó rất là đời, và sự tinh tế của Nam nó làm cho tất cả anh em. Và khi nào mà mình có sự mâu thuẫn nào trong nhân vật nào đó thì mình vẫn nói với Nam ơi, cái này là tôi thấy tôi không có đồng ý cái gì đó, thì Nam cũng là người mở cái nút tắt ra để hoàn thành cái vai đó. Trong chương trình phim trên truyền hình Vĩnh Long kỳ trước, đạo diễn Quách Khoa Nam cũng có chia sẻ rằng cảnh quay đem đến cho đạo diễn nhiều cảm xúc nhất chính là cảnh nói lên tình anh em sâu sắc của nhân vật Kỳ Bảnh do diễn viên Quốc Cường thủ vai và Trung Râu do diễn viên Trần Quý thủ vai. Và ngày hôm nay, những người thực hiện chương trình cũng rất bất ngờ và xúc động khi diễn viên Quốc Cường một lần nữa nhắc về cảnh quay này, một phân đoạn đã để lại ấn tượng đặc biệt trong anh. Cái cảm xúc của anh lúc đó chỉ chạy mà anh, chứ mà em cứ chạy vô cái đường mà mòn mà đường đồi dốc. Trung Râu thì thật khi bị thương thì Trung Râu Quý nó diễn rất là thật, nên cái mình nói là Quý ơi, diễn thì diễn nhưng mà em phải gán ôm anh lại. Thì anh cứ chạy vậy thôi, mà cái sợi dây ràng thì nhiều khi nó cũng bung bung ra. Anh nói tới cái điểm dừng nó xong á, anh nói chết rồi, không biết thằng Quý này nó mà diễn thật quá thì anh là khiêng nó không nổi nữa. Tại vì còn phải để cho nó xe xuống, nói em gán đường nha, gán đường đi để anh bỏ em vô trong gốc cây. Chính vì cảnh đó mình cũng ra là rất là tôn trọng Nam thêm. Tại vì Nam xử lý những cái tình huống mà mình nghĩ là đó đúng là đời, là phim. Và chính cái đời của Nam làm cho bộ phim hấp dẫn hơn.
Và anh cũng chia sẻ luôn cái cảnh Kiều Bảnh phát hiện ra là vợ của Trung Trung Râu bị hãm hiếp, và Kiều Bảnh phải bắt hai đứa con đi. Trời, anh nhớ cái cảnh nó vô mà thằng bé nó to nữa, nó nặng nữa, mà anh chạy mà nó vào trong những cái nhà đó thì em biết nó bấp bênh gì đấy, nó hỏi giống như đường mòn đâu, chạy mười mấy tấc rồi. Lúc máy được thì diễn viên không được, mà lúc ấy thì tất cả các khâu nó bị lộn xộn đó. Mà thằng bé nó nặng đó, con ơi con đừng phải thở đều chứ, con mà cân mình lại thì khi nó rất là nặng. Nói chung là cái cảnh đó, những cái phim Mật Mã Hồng Nhan người nói vậy là Miễn Nam yêu cầu cái gì thì anh sẽ làm tất cả cái những ảnh đó theo yêu cầu của đạo diễn. Có thể thấy dù hoạt động trong lĩnh vực giải trí đã lâu, nhưng diễn viên Quốc Cường vẫn giữ được nhiệt huyết trong từng vai diễn hay phong độ vững chãi trên sàn khách quốc, nơi bắt đầu cho sự nghiệp hoạt động nghệ thuật của anh. Năm 1993, chàng trai Quốc Cường rời quê hương Vĩnh Long lên Sài Gòn đi học và bén duyên với nghề người mẫu. Sau khi có trong tay tấm bằng quản trị kinh doanh và 10 năm kinh nghiệm trên sàn khách quốc, Quốc Cường tiếp tục bén duyên với nghiệp diễn vào năm 2003 với vai diễn đầu tiên trong bộ phim truyền hình nổi tiếng Dốc Tình, sau đó là 39 Độ Yêu, Tình Án và mới đây nhất là Sống Trong Bóng Đêm, bộ phim truyền hình đạt giải Cánh Diều Bạc năm 2017. Hơn 20 năm qua, Quốc Cường vẫn bền bỉ lao động nghệ thuật. Phương châm sống của anh rất đơn giản, đó là muốn trải nghiệm từng khoảnh khắc của cuộc sống, được đi đây đi đó và làm những gì mình thích. Lúc mà anh Trung Râu chết thì có để lại một bức thư, anh Cường có nhớ nội dung bức thư đó là gì không ạ? Mày giúp anh. Dạ. Đưa tận tay cho vợ anh, chị Bích. Em biết rồi. À, rồi. Là cái thơ đó, trong cái thư đó nó có nói gì cái nói chung là cái ký hiệu của Trung Râu thường dạy hai đứa con là khoảnh khắc sao đó. Thì cái đúng rồi, cái thơ, chính cái lá thơ đó là cái phát hiện ra cái kho báu. Dù chưa trả lời đúng nội dung bức thư, nhưng diễn viên Quốc Cường đã nhớ chính xác đây là mật mã để tìm số vàng mà băng nhóm Hai Đá cướp được năm xưa. Trung Râu đã mang số vàng đó chôn ngay dưới nền nhà của mình, kèm theo một lời chỉ dẫn chi tiết mà chỉ có hai chị em Trinh Triết mới biết rõ. Các con phải nhớ, tên của cha con mình có 5 ký tự và nền nhà tạo nên sự vững chắc của ngôi nhà. Riêng nền nhà của mình tính từ cửa sổ đi vào 5 bước chân là nơi vững chắc nhất, mãi mãi tuyệt đối không được quên. Dạ, dạ, biết rồi, biết rồi. Liệu chị em Trinh Triết và Kỳ Bảnh có tìm được số vàng năm xưa? Và liệu câu chuyện sự thật của quá khứ có giúp hàn gắn mối quan hệ đã rạn nứt giữa ba người? Tất cả sẽ có trong những tập tiếp theo của Mật Mã Qua Hồng Vàng. Quý khán giả đừng bỏ lỡ nha. Cũng mong là khán giả của đài truyền hình Vĩnh Long lúc nào cũng đón xem Mật Mã Hồng Vàng. Đây là một bộ phim mà có thể là tất cả các diễn viên trẻ, không trẻ cũng có, những diễn viên đang nổi tiếng, và nói chung là tất cả anh em hết mình để hoàn thành cái bộ phim Mật Mã Hồng Vàng. Cảm ơn anh rất nhiều và chúc anh luôn thật nhiều sức khỏe, thành công trong cuộc sống này. Cảm ơn khán giả đài truyền hình Vĩnh Long. Anh nhớ là cảnh đó là giờ anh còn chưa hoàn hồn vậy nè. Nam ơi, Nam mà quay một tách nữa là tôi xỉu luôn á. Mà Nam ra ôm mình các bạn ơi. Hay quá. Vẫn còn những câu chuyện hậu trường thú vị của nhân vật Kỳ Bảnh sẽ được tiết lộ đến quý khán giả trong những chương trình tiếp theo, khi Kỳ Bảnh gặp lại Hai Đá và cuộc chạm trán khốc liệt đã xảy ra. Còn chương trình kỳ sau, phim trên truyền hình Vĩnh Long sẽ chào đón một diễn viên mới, là cái tên được rất nhiều khán giả quan tâm trong Mật Mã Qua Hồng Vàng. Quý khán giả nhớ đón theo dõi chương trình được phát sóng vào lúc 16 giờ thứ 6 hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1, cũng như đón xem các tập tiếp theo của bộ phim Mật Mã Qua Hồng Vàng nha. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình kỳ sau.